Đến với ngày hội kết đoàn ngày hôm nay thì huyện Quỳ Châu mang đến một tiết mục, đó là tiết mục nghi lễ tăng khan của đồng bào dân tộc Thái. Nghi lễ tăng khan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận vào năm 2017. Đây là một trong những nghi thức của đồng bào dân tộc Thái, vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính trình diễn. Và hy vọng rằng với tiết mục trình diễn nghi lễ tăng khan sẽ được truyền tải những thông điệp rất là thú vị. Đó là cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Bà này ký cái hội bộ của nhà chùa mưa bàn nãy cả lầu nhà chùa mưa mương khẩu nỉ khẩu hát vang cổ bán đi từ hạt song còn về lão sáng tang bóng mày từ hà xin piang nữ phụ tân miên nô na trắng păm cả thau nâu té nồi thầu kẻ năm ca khuôn ngồi à nị á con nong nó tin bàn ca nong na tin bàn thua nong nó leo đấy tua lại trao leo khẩu hạt vang băng đi hạt song còn việc khẩu sáng tang bóng mày đầy xin ho gần bơ cả đầy á xin mưa con nong na ơi á không á mưa khứ á còn khua ngơi nhà xa nó khuấn cả mương môn mưa xin leo nhớ hờ tục trong mi hòn leo nhớ hờ tục khứ căn nữ tục tang màu vàng leo nhà cao cắm sẽ khẩu hạt vang băng đi hạt song còn việc lão sáng tang bóng mày từ hạ xin piang leo nốt na ơi khu ngồi nổ na ơi lão đi hạt vang tang đi hạt song còn lão sang tang bỏng mai từ hạ xin piang bơ cờ nổ na màn mương bơ khơi cõi kí cõi dù quý vị đang được đón xem phần trình diễn của các nghệ nhân diễn viên đến từ huyện Quỳ Châu. Kính thưa quý vị, Quỳ Châu là một huyện miền núi với nhiều nét văn hóa riêng biệt và tiêu biểu, nơi mà những ngọn núi, dòng sông đều gắn liền với những sự tích, những câu chuyện cổ, những phong tục và nghi lễ đặc sắc. Nổi bật trong đó là lễ sang khan của đồng bào dân tộc Thái. Theo các xã làng, thì lễ sang khan có từ xa xưa. Thời đó, mặt đất còn như lá đa, bầu trời như nắp con ốc, rừng núi như dấu chân con gà. Lễ hội sang khan được các thầy mo tổ chức khi bắp ngô trên nương đã gùi hết về nhà, lúa trên rẫy đã gánh hết về bản hoặc tháng 2, tháng 3 theo lịch Thái hàng năm, được xem là tháng tốt, tháng lành. Ở nhiều bản Thái mở hội sang khan để chào mừng xuân mới và mong mọi người có nhiều sức khỏe, thương yêu, đoàn kết, vạn vật sinh sôi, mùa màng tươi tốt. Đây cũng là thời điểm để kết nối đất trời, con người với các vị thần linh, trả ơn và giao lưu giữa các thầy mò. Lễ hội sang khan là nét văn hóa không thể tách rời của đồng bào dân tộc Thái miền Tây xứ Nghệ, làm cho mối quan hệ xóm bản càng thêm bền chặt, nhất là văn hóa tâm linh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Với những nét đặc sắc và ý nghĩa hết sức lớn lao, lễ hội sang khan đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Thank you.